Tuần trước, chúng ta đã cùng Jack và Khánh Thi thực hiện món ăn tôm lăn trứng cá rất đặc biệt mà Jack đã từng làm cho gia đình Michael Jackson. Phan Hiển, cậu học trò của Khánh Thi cũng rất bất ngờ và thích thú với món ăn này. Hey, I'm Chef Jack Lee. Welcome to Kaiser Kitchen. Jack Lee, đầu bếp nổi tiếng tại một nhà hàng ở California, Mỹ. Anh đã từng nấu ăn cho Tổng thống Reagan, Bush và nhiều ngôi sao của làng giải trí Mỹ. Anh đạt giải nhì cuộc thi Food Network và nhiều giải thưởng danh giá khác. Why am I different? Because I cook from the heart. I want to share because I care. Mỗi tuần, Jack Lee sẽ mang đến câu chuyện đặc biệt về một ngôi sao Hollywood thông qua một món ăn mà Jack đã từng nấu cho họ. Vị đầu bếp tài năng này sẽ cùng thực hiện lại món ăn đó với một nghệ sĩ Việt Nam và rất nhiều bất ngờ sẽ xảy ra. Hôm nay, món ăn và câu chuyện mà Jack mang tới cho chương trình Món ăn của ngôi sao là gì? I love the colors and I love the presentation. I felt presentation is everything. And people often eat with the eyes first. Dí Chát dạy mấy em là làm sao làm chaco cho nó đẹp. Món Việt Nam, món Á Châu thì cái gì cũng là family style. Chỉ bỏ lên cái dĩa thôi. Thì Chát ở đây thì khác. Mình cũng lấy đồ Pháp, đồ Việt Nam, nấu đồ Việt Nam mà làm cho nó đẹp. Chát là nấu cũng có 28 năm rồi. Chắc phải làm 7 ngày không có day off luôn. Nấu đồ ăn thì cũng khó, không có dễ. Because it's a skill, it's an art in cooking. Tại vì mình là one team, vậy mới làm được. One man cannot do it all. Giống ở đây thì mình có người giúp á. Ở nhà đi làm xong mới về nhà thì Chắc cũng có hai đứa con giúp Chắc làm sao nấu. Trời ơi, sao kỳ vậy? No internet. Hi guys. Hi. Are you using the laptop, babe? Is it work? Yeah, the Asus is much better. Yeah. Hey, stop eating all the fruit. If I try, they're not done yet. Hey, put it back. And everybody do the homework yet? Yeah. No. You should be doing your homework, Angela. So, Chef, you're gonna do a little demonstration. Chef Angie. Hey, what's the background? What are you doing, Angela? Hey, you can't do that. Stop. Bye. Thank you. Thank you for making me some food. Love you. Love you. Yeah. Love you. Chắc còn nhỏ thì chắc ở chung thích ở bếp nấu chung với má. Tại vì má thích nấu đồ ăn. Thời gian này thì con Andrew với Angela cũng vậy nữa. Hai đứa cũng thích nấu đồ ăn. It's a good time. It's family and it's happy time. Nay mình sẽ nấu một món là salad cho sức khỏe. Ở Mỹ thì Jack nấu cho nhiều cho celebrity. So one of them is Randy Jackson. What a horrible nightmare. Yo dog, you're supposed to be sleeping. Randy Jackson, nổi tiếng với vai trò là giám khảo vui tính và dễ gần trong cuộc thi American Idol xuyên suốt 13 mùa. Khởi nghiệp là nhạc công guitar bass, Randy vươn lên trở thành nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu thế giới, hợp tác với những ngôi sao nổi tiếng. I actually, we also did something nice for Mad Dog, Randy Jackson, hả? Tại vì kỳ trước á, ổng thích ăn đồ kiêng nè, đồ mập nè, you know, fatty stuff, you know, not good for him. So, but he got sick. You know, diabetes. Ông bắt đầu thay đổi cái diet, ăn salad, ăn vegetable. Ông thích ăn cái salad của Jack làm là piña colada. Mình cũng hên, tại Việt Nam mình cũng nhiều trái cây á ha. Mình có thanh long nè, xoài,
trái thơm, trái dừa. Jack lấy giấm đen vẽ cây dừa in Vietnam because we have so many things. Ok, cái này thì làm đẹp một chút. Mà cái salad dressing á, cái sauce á, cái salad sauce á, là ở trong á có dừa nè, có trái thơm nè, với một chút Malibu rum. Mà không biết bữa nay là ai lại thăm Jack. So mình đang đợi. So